Xin chào anh em, ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em một đoạn video ngắn hướng dẫn cái cách để cài phần mềm mà Unirom vào trong cái thẻ nhớ PS1 gọi là Memory Card, để giúp cho tất cả các máy PS1 từ đời đầu cho đến đời cuối cùng, đến đời PS1 luôn, tất cả các máy hệ US và EU có thể chơi được tất cả các đĩa chép, đĩa thường và các đĩa gốc khác với phiên bản của máy đều chạy được. Máy hôm nay tôi thí nghiệm là phiên bản cuối cùng của PS1, đó là đời 9001. Thì đầu tiên bắt buộc mình phải có máy PS2 đã cài MC Boot hoặc là HD Boot tùy các phiên bản mà người cài lựa chọn, và phải có phần mềm Urons LF để chạy cái file LF của phần mềm cài Urom tên là Annihilator đấy, để chạy cái phần mềm đó với file LF ở trong, chứa trong USB, thường thường là chép trong USB hoặc là trong HDD ổ cứng ấy, nhưng mà thường thì đa số ai cũng chép trong USB, nó tiện lợi, chết người chép trong HDD. Thì ở đây tôi không có vào trong này chạy mà tôi đã cho sẵn cái phần mềm đó ra trong, ra ngoài này luôn rồi. Đây, phần mềm của nó là Annihilator phiên bản 2.0. Bây giờ tôi sẽ vào. Đấy, nó sẽ lên giao diện như thế này. Bây giờ sẽ gắn thẻ nhớ của máy PS1 vô ổ thứ hai của máy PS2. Đây, nó sẽ lên như thế này. Và mình chọn qua slot 2, rồi chọn format, chọn format xong rồi bây giờ mình sẽ chọn tiếp slot 2 và xuống restore. Rồi trên đây thì nó hỏi là chọn file để đọc nằm ở đâu. Thường thì lúc nãy tôi có nói rồi, sẽ chép ở trong USB mask, tức là USB, HDD là ổ cứng của máy PS2. Bây giờ tôi sẽ vô mask. Đây, xuống cái file đó, cái file bio ấy, file bio của đời máy nào thì mình chọn đúng đời máy đó. Ở đây là đời 9001 thì tôi đã lọc sẵn, nó nằm ở trong cái này. Đấy, giờ tôi sẽ vào. Đấy, khi vào đến đây nó chưa hiện lên đó, thì mình sẽ nhấn nút L2 hoặc R2 nó sẽ lên. Đấy, rồi sau đó chọn xuống và chạy nó. Nó hỏi có muốn cài không, sau đó tất cả cái dữ liệu sẽ phá hủy tất cả dữ liệu ở trong cái thẻ, mình sẽ đồng ý chấp nhận và chờ cho nó cài. Một điều đặc biệt là khi đã cài phần mềm này rồi thì cái thẻ nhớ của mình không thể sell được bất kỳ một cái trò chơi nào khác trong PS1, chỉ dùng để chạy đĩa thôi. Xong rồi đấy, bây giờ mình sẽ rút ra và tắt máy PS2 đi, và mình gắn nó vào máy PS1. Rồi lúc này mình sẽ không có bỏ đĩa nào trong máy hết, mình mở máy lên để cho nó chạy phần mềm trong cái thẻ nhớ. Rồi nó sẽ vào đến đây thì mình chỉ việc chọn, nhấn chọn vào memory card. Đấy, chờ nó sẽ load chương trình và nó sẽ vào phần mềm Unirom ở trong cái thẻ nhớ. Đấy, nó đã vào ở đây. Khi vào đến đây thì mình sẽ rút thẻ ra và mình lắp vào cho bất kỳ cái đĩa chép nào mà mình cần cho vào. Ở đây tôi thí nghiệm với đĩa Thiết Quyền 3, đĩa chép. Đây, khi vào tới đây thì mình có thể chọn những ít để mà vào port CD. Nó còn muốn nhanh hơn thì nhấn R1, nó sẽ load luôn. Trong trường hợp này tôi sẽ nhấn R1. Đấy, nó sẽ phân tích cái mã ID của trò chơi.
Facebook nó sẽ vào game. Đấy. Đây là đĩa thích quyền 3. Bây giờ sẽ tắt máy đi và nhấn thẻ nhớ vô lại thử thêm một game nữa. Rồi chọn vào, chờ cho nó vào giao diện chương trình. Lúc này rút ra. Rồi. Bây giờ tôi sẽ thí nghiệm tiếp một game nữa là đĩa game thập tự chinh Grand Edition, một đĩa game cực kỳ tuyệt vời mà tôi rất yêu thích. Đây là bản đã patch sang tiếng Anh. Rồi, nhấn vào R1. Thế là vào thôi, chơi bình thường vô tư. Đây là một trong hai nhân vật chính thức của trong trò chơi này. Nếu ai có chơi trò này thì quá quen thuộc. Rồi thì tôi chỉ thí nghiệm mà như thế thôi. Anh em nào còn thắc mắc muốn hỏi thêm thì cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ giải đáp hết sức có thể. Thì phần chia sẻ hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn lại trong lần tới. Xin chào.